Xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Thì hôm nay á, cả nhà cùng theo chân tụi mình đi xem coi bà Alex làm gì nha. Thì như Hoa cũng có chia sẻ, ở trong nhà của ba mẹ đã có một con ngựa. Thì con ngựa này đã được nuôi từ lâu lắm rồi, chắc cũng được mười mấy năm rồi đó. Thì vào mùa hè là mình sẽ phải cắt cỏ nè, phơi cỏ nè, xong rồi sau đó là sẽ gom lại để làm thành rơm, trữ vào mùa đông. Thì như trong những video trước á, lúc mà Hoa đã quay cho mọi người xem á, thì mọi người Nó lại cũng sinh lại thấy đúng là không? những cái người nông dân khác khi mà người ta làm rơm á, thì người ta có những cái máy móc công cụ nó hiện đại hơn. Nhưng mà nhà của Alex á, thì vẫn còn dùng cái máy cũ, tại vì cái máy này á, là được truyền từ đời ông nội Alex để lại. Là tại vì hồi xưa ông nội Alex á, thì còn làm nông, nhưng mà sang đến đời ba Alex á, thì ba Alex không có làm nông nữa, cho nên thành ra là cũng không có nhu cầu mà mua máy mới chi cho tốn tiền. Vậy nên cả nhà sẽ thấy là một cái sự khác biệt là cái xe này nè, nó chỉ có cái đồ là nó cuộn cái rơm xong rồi nó đẩy cái rơm lên trên cái thùng xe thôi, chứ còn cái máy mà hiện đại luôn á thì nó sẽ tự động là nó quấn rơm lại thành một cuộn to luôn. Xong rồi á cũng giống như tuổi của nó vậy đó, nó cũng chạy ì ạt chứ nó không có chạy nhanh như mấy cái xe sau này. Mà như cả nhà thấy là tại vì cái xe nó không có hiện đại cho nên mình là mình phải lấy cái đồ cào để mình cào cho rơm nó ụ lại thành một đống cao á, thì cái xe nó mới cuốn vào được. Chứ nếu mà rơm mà thấp quá á, thì cái xe nó không có tự cuốn được. Chứ không phải như cái xe khác là chạy tới đâu thì nó cuốn rơm tới đó. Bởi vậy nhà mà nuôi gia súc á là cực lắm luôn á, mà có một số bạn bình luận á xong rồi nói nhà Hoa hả là sao không nuôi bò nuôi cừu này nọ. Trời ơi, nhưng mà hả nó cực, có một con ngựa thôi mà đã cực như vậy nè, nói chi đến mấy con khác. Bởi vậy nhà Hoa mà sau này có nuôi thì cũng chỉ tính đến chuyện là nuôi gà thôi, mà cũng chỉ nuôi tầm khoảng 2 3 con thôi, để nó đẻ trứng xong rồi lấy trứng ăn, hoặc là để có đồ ăn thừa thì cho tụi nó ăn á, với lại cho tụi nó bắt sơn ở trong vườn. Chứ nếu hả mà nuôi nhiều là cực lắm luôn. Còn cái con ngựa này á, thì ba chồng Hoa là cũng muốn bán lâu lắm rồi đó, cũng có đăng tin này nọ, nhưng mà ba chồng Hoa muốn bán á, là phải bán cho người người ta giống như là người ta tử tế á, người ta phải yêu thương nó chứ không phải bán để mà làm thịt. Cho nên thành ra hả là tôi rút rao bán tới giờ là 2 năm rồi đó, nhưng mà vẫn chưa bán được nữa. Cái sự tiếc nuôi cái con ngựa này á, là tại vì do hồi nhỏ lúc mà em gái qua lấy còn nhỏ á, thì là rất là thích chơi cưỡi ngựa. Thì ba Alex á, là mới nghĩ là thôi để mua một con về cho con gái chơi. Nhưng mà hả, lúc nhỏ thì tất nhiên là con gái thích mà, nhưng mà sau này lớn lên rồi á, thì không có còn thích nữa. Thế là bây giờ hả là chăm nó cực lắm luôn. Tại vì con ngựa nó sống lâu lắm, nó không phải giống như là mèo chó, trời nó sống tới tận hai mấy năm luôn đó. Sau khi mà rơm đã đầy thùng xe thì bây giờ sẽ đi về nhà. Cái này á, thì làm cái máy phễu nó giống như là một cái máy hút khổng lồ vậy đó. Tu filmes la dernière Voilà, la saison. dernière. Que c'est qu'il faut en profiter. La dernière de cette année. Ouais, moi je pense que ce sera la dernière de derrière, de Ah. dernière. Il finira en saucisse, le cheval il mangera plus rien. C'est nous qui le mangerons. Ben oui, le pont, il serait bien, là. Ah oui. Thì khi mà mình đẩy rơm vào vầy nè thì cái máy hút nó sẽ tự động hút thẳng đi lên trên cái tầng gác mái.
Thì là tại vì hồi xưa người ta chữ rơm á, là người ta chữ rơm ở tuốt chân cao á, Hoa cũng không hiểu nữa sao người ta không để ở dưới ta. Chắc là tại vì để tiết kiệm diện tích quá. Nhưng mà hả, những cái rơm này nè nó sẽ được đẩy tuốt ở chân cao, xong rồi trên đó đầy á, thì khi nào mà mình cần á, thì mình chỉ có một cái cửa nhỏ mình mở ra thì rơm nó sẽ tự động nó rơi xuống. À không, Hoa nhớ rồi, là tại vì cái nhà mà để nuôi gia súc vào mùa đông á thì cái tầng dưới á, là dành cho động vật ở, cho nên tầng trên á, là để trữ rơm, thì khi nào á, mà động vật mà cần ăn á, thì mình chỉ việc mở cái cửa đó ra thì cái rơm á, nó sẽ rơi xuống dưới là động vật có thể ăn liền luôn. Bây giờ là gia đình mình là đang cắm mấy cái cọc tre này nè, là để cho những cái cây đậu que sau này nó sẽ leo lên cao á, giống như một cái video mà Hoa đã từng quay cho mọi người xem rồi đó. Đó là cái video mà vườn nhà của ba mẹ Alex có gì á, thì trong cái video đó là mọi người sẽ thấy là những cây đậu que nha, nó sẽ leo lên những cái cọc tre này nè, rồi sau đó thì mình chỉ việc đi theo từng hàng mình hái thôi. Cái này là rô rầm. Dạ. À lấy hai để làm gỏi gà. Gỏi gà. Gỏi gà. Dạ. Rau lăm của nhà Hoa trồng nè mọi người. Đúng rồi, à lấy cắt ở đây đúng không? Đúng rồi, cắt ở đó đi. Cắt già già cho nó ra nhánh non. Cắt. Với này cắt và đi. cắt cái Đúng này rồi, cắt đi cái luôn. này tốt đủ không? Đủ rồi á, không có Đủ. cần nhiều đâu, nhiêu đây được rồi. Rồi mình hái lá mình ăn á, xong rồi sau đó mình gắm cái cành này lại nữa thì nó sẽ ra tiếp. Đúng không? Rau răm bên đây nó bự chảng như vậy nè mọi người, cái lá nó to đùng à, nó không có nhỏ nhỏ như là cái rau răm ở Việt Nam mình đâu, mà ăn thì ăn cũng được đó. Hành lá. Cắt một ít hành lá để vào, hoặc mình bỏ vào cháo á cho nó thơm. Em cần bao nhiêu? Cắt hai ba cái đi, cắt đi, xong rồi lấy cái cao cao nè, cái nào cao cao á, cắt cái này cũng cao nè, cái đó già, cắt Đúng rồi. này hành lá là hành của Tây á chứ không phải hành Việt Nam đâu, hành Việt Nam hơi trồng không có được, khổ lắm. Đúng không? Đủ rồi, bỏ vào cháo thôi à. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn. Thường á mà Hoa chiên bắn phồng tôm á thì Hoa không có chiên dầu, mà Hoa sẽ để trong cái nồi chiên không dầu như vậy nè, bấm 200 độ để 3 phút thôi là nó sẽ nở bung ra luôn, chứ nếu mà chiên dầu thì ăn nó sẽ hơi ngán lắm. Hôm nay á thì Hoa sẽ làm món gỏi gà bắp cải, xong rồi sau đó thì sẽ có thêm hoa acacia với lại rau răm nữa. Mà nhà ba mẹ trồng hoa thì không có ăn ớt được, cho nên là Hoa chỉ có làm nước mắm tỏi thôi. Còn gà thì Hoa cũng đã luộc sẵn và xé sẵn luôn rồi. Mà ở bên Pháp á nha, nếu mà mọi người để ý á, thì người ta sẽ không có thích ăn mà kiểu đồ dai giống như mình. Mình á thì mình thích ăn đồ mà dai dai giòn giòn. Còn bên đây á là cái gì cũng sẽ phải thật mềm. Cho nên á là gà là Hoa cũng phải luộc nó cũng kỹ lắm á, chứ người ta không thích ăn gà dai đâu. Hoa nấu thêm một ít cháo nữa, nhưng mà Hoa nấu ít thôi là tại vì Hoa nghĩ là ăn gỏi gà với lại bắn phồng tôm thì nó cũng hơi no rồi đó. Ok. Hôm nay anh về. Tu parles vietnamien? Anh rồi. Hôm nay ăn gỏi gà với cháo. Tốt quá. Tốt bien. quá tốt Bien. quá C'est tốt très bien. quá Sướng rồi nhá. Oui, c'est bien. Tốt quá. Bài hỏi tiếng Việt tốt quá. Aujourd'hui, on mange la salade de poulet. Oui, avec des... comment on dit ça? Avec des champignons? Avec quoi? Cháo. Ah, avec une bouillie de riz.
C'est bon. Parce que là, c'est enregistré, là. Oui. Ah oui, c'est bien. Du coup, parce qu'après, tu fais un montage ou... Ouais, ouais. Ouais. C'est bon, ouais. Mais bon, il n'y a pas fait trop chaud aujourd'hui. Non, parce que non, bon, il y a toujours du vent. Ah ouais. C'est pas une chaleur exceptionnelle non plus. Hein. Merci. Aussi, ouais, je veux bien. Ouais. C'est le début du vietnamien. Ouais, c'est bien. C'est difficile. C'est ouais, c'est pas facile. Hein. Ouais, t'arrives bien. Oh. Ouais. Bon. On a des facultés. C'est grâce à ça que t'apprends les langues. Tes parents avaient déjà des facultés, mais T'es bilingue. Ils sont réservés. Ils ne faisaient pas. Mais t'es bilingue vosgien français. Voilà. Ben oui, pas toi. Mmh. Bah, c'est une langue. On sait pas trop mon truc à les langues. Bah, tu parles italien un peu. Bah, oui, je parle italien. Bah, si, non. Oui, bah oui. T'as vu, ouais? Ah, t'as joué bien. Confession. Ouais. Et que ça te va, ça? Tu fais très bon. Dans la poêle ou? C'est bon. Court. Parce qu'il y a la soupe nukman, la soupe poisson. Ah, moi, c'est pas grave, moi. Ah oui? Une pastille. Et c'est quoi du riz? Non, c'est un chip. C'est bon, ça? C'est bon. Très bon. Mmh. Très bonne chose. On pourra dire qu'on ne fait pas d'efforts. Hein. Mmh. Bah, j'ai fait exprès, je me suis dit que tu utiliserais quand même les baguettes. Tu ah oui, je t'ai mis la fourchette au cas où. Hein. Bah oui. Très bon. C'est bon? Ouais, ça, je n'ai pas encore goûté, mais ça, c'est très bon. Combinément bon comme ça. Mmh. Ah oui. Mettez-moi les soupes, j'ai déjà remarqué. Non? Si. N'est pas. Moi, si. Même en France, mais les Français, non? Ah. Même les soupes françaises, pareil. Oui, bien. Hein? Quoi? Ouais. J'aime bien, mais comme je suis généreux, je laisse pour les autres. Mmh. Non, je rigole. Hein, Mimi? Il a aussi des fleurs acacias. Ah, il y a aussi des acacias dedans. Ah ouais, d'accord. Heureusement qu'on en a cueilli un peu plus le jour où il y en avait. Mmh. Ça a duré à peine deux jours. Il a mis au frigo. Ouais. Et ça se garde quand même alors. Ouais. Une petite semaine. Très bon. Ça se garde une petite semaine. Mmh, je sais pas si c'est bon. Mmh. Tu veux bien me remettre un peu de soupe? Ouais. Ça se garde plus au frigo que sur l'arbre. Oui. Oh bah oui, bah, sur là, bah, en plus, comme il y a fait chaud et du vent, c'est ça. Ne prie pas beaucoup la soupe. Il y aurait fait frais, peut-être. Ah, oui. C'est surtout le vent, je pense, qui abîme. Ah oui. Il aurait fait frais et pas trop de vent, peut-être que 15 jours après, il est encore un peu très bonne. Mais là, c'est rare qu'on ait autant de vent consécutif comme ça. Mm. Ouais. Puis du vent froid, c'est un coup de poutine, ça. Mm. Du vent froid, hein, quand même. Hein. Mm. Des fois, il fait presque frais en t-shirt. Ouais. Alors que sur le téléphone, c'est marqué 26. Hein. Mmh. Mais t'as pas ressenti 26. Hein. Ce matin, il y avait que 20. Ce matin. Ouais. Ouais. Et. On me faisait froid au bureau. Quand je suis allé au jardin, j'avais mis un pantalon. Parce que il faisait frais. Ah, ouais, à Paris, il annonçait 10 degrés. Et ici, il y avait sûrement 8 degrés. Hein. La nuit? Ouais. Ouais, c'est ça. Ah, le bureau, ce matin, il faisait froid. Ah. Ouais. Ouais. Quand on a ouvert la porte-fenêtre. Mais c'est bien, moi je crois que j'aime pas les nuits où il fait super chaud. Mmh. Très bon. C'est le moment où je payais quand manger à la salle à manger. Mmh. Et je me suis dit, tu m'as dit qu'il met la nappe et qu'il n'y a pas de nappe. Et puis, Oui, je t'ai pas dit qu'on mangeait dehors. Après, j'ai pensé c'est dehors. Ouais, je t'ai pas dit. C'est vrai que je t'ai pas dit. Hein. J'ai dit qu'on mettait la nappe, mais je n'ai pas dit que c'était dehors. Bon, on est bien de manger dehors aussi l'été. Mais ce sera foutu ça, non? Ou tu mets au frigo? Non, demain. Non. Oui. Ah ouais, parce qu'on ne pourra jamais manger tout ça. Non, c'est pas grave. Demain midi. Ça a été toi, maman, le travail? C'est bien. Beaucoup de monde? Ça allait, moyen. Ouais. Mais j'ai bien travaillé.
Thấy thương ba ghê, dùng đũa không có quen ấy, cho nên mỗi lần mà dùng đũa là cầm lên nha, là cẩn thận, từ tốn lắm. Faut des efforts les Français. Pour les baguettes. Dans le coma avec les doigts. On mange vietnamien jusqu'au bout. On fait le tril avec les doigts. Mais moi, je suis vietnamien et je fais aussi. Moi, c'est pareil, je prends tout aux baguettes au Vietnam. J'aime bien avoir des baguettes, même les locaux, ils n'en prennent pas. Mais les touristes, ils font. Les touristes, ils mangent peut-être même plus aux baguettes que les Vietnamiens. Ouais. Ouais, c'est parce sûr. Que c'est les touristes qui toujours pensent que les Vietnamiens, ils mangent avec tôt. Les baguettes. Ils pensent que c'est comme les fourchettes et qu'ils mangent tout avec. Non, parce que les, ça, c'est avec la cuillère. Ouais. Non, mais ils ont des fourchettes aussi. Oui, avec ouais. Des fourchettes aussi. C'est les couteaux qui ont pas. Pas trop de couteaux, ouais. Oui, pas trop de couteaux. Les couteaux, c'est que vous c'est tout est déjà découpé avant en fait. Ouais, ils te découpent ça avec des gros ciseaux. Mmh. Par exemple, la viande, bah, ils te la découpent en plein de petits morceaux de viande. Donc du coup, t'as pas besoin de couteau quoi. Mmh. Sẵn kể cho mọi người nghe, hồi mà Alex mới qua Việt Nam, cái lúc đó còn ngây thơ lắm, Hoa dẫn đi ăn cơm tấm. Xong rồi hả Hoa, thì Hoa vẫn dùng muỗng bình thường, là tại vì cái hạt của cơm tấm mà nó nhỏ mà. Hoa là Hoa cũng không có dùng đũa thuần thục đâu. Cái Alex á, lúc đó dùng đũa gấp từng hộp cơm để ăn. Xong rồi á, cái Hoa kêu là dùng muỗng đi thì mới chịu dùng muỗng. Cái bây giờ nè, là nhìn ba mẹ Alex á, cái thấy giống y như Alex hồi xưa luôn vậy đó. Cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã xem video nha. Nếu mà mọi người thích kênh của mình thì mọi người bấm thích và đăng ký kênh Hoa và Alex Cuộc Sống Pháp. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau nha.